Ngày 7 tháng 12 năm 2022, huyện Buôn Đôn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Huyện Buôn Đôn hiện có hơn 115.733 ha đất rừng, trong đó có hơn 103.749 ha rừng tự nhiên và 869 ha rừng trồng. Trong năm 2022, các ngành chức năng của huyện và đơn vị chủ rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về luật lâm nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, duy trì hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mở các đợt truy quét tại các khu vực điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ xâm hại đến tài nguyên rừng. Trong năm 2022, các ngành chức năng của huyện và các chủ rừng đã kiểm tra phát hiện 80 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 23,6 mét khối gỗ, 62,8 kg động vật và 71 phương tiện, dụng cụ các loại. Tổng thu từ xử lý các vụ việc nộp ngân sách nhà nước hơn 116 triệu đồng. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn yêu cầu các phòng ban và chủ rừng thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản, tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành và người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát, truy quét, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.